Chị xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi bài phân tích bình luận của tiến sĩ Phạm Quý Thọ đăng trên đài Á Châu tự do. Quan chức địa phương giàu nhanh, tài sản khủng, nhìn từ khía cạnh thể chế. Chính sách phân quyền cho địa phương là thiết yếu cho chuyển đổi thị trường, nhưng thiếu cơ chế phù hợp và hiệu quả kiểm soát lạm quyền đã dẫn đến hiện trạng quan chức địa phương giàu nhanh, tài sản khủng bất chính việc ông Phạm Hồng Hà, nguyên chủ tịch thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, bị cơ quan công an khởi tố bắt giam hôm 14 tháng 5, khiến dư luận xôn xao không chỉ vì lý do về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ Luật Hình Sự, mà còn vì khối tài sản khủng của ông này. Các báo nhà nước đồng loạt đưa tin rằng ông này có biệt thự sang trọng trên lô đất rộng khoảng 400 mét vuông, mặt đường bao biển Hạ Long và nếu ước tính theo thị trường hiện tại thì nhà và đất ở đó có giá không dưới 170 tỷ. Ngoài ra ông này còn có 4 chiếc xe hạng sang có trị giá hàng chục tỷ đồng là tài sản bề nổi cũng bị thu giữ để phục vụ công tác điều tra. Đây không còn là các hiện tượng đơn lẻ khi báo chí đưa tin ngày càng nhiều, công khai, mô tả đích danh những biệt thự xe sang, bề nổi tài sản khủng của các ông chủ là các quan chức, thường là sau khi đã hạ cánh an toàn nghỉ hưu hay đã và đang có vấn đề liên quan đến vi phạm pháp luật. Báo chí nhà nước đã được bật đèn xanh để tham gia, mà trước hết là tạo sức ép từ công luận. Các bài viết đặt vấn đề giang xe tiền tỷ của nguyên chủ tịch thành phố Hạ Long khiến nhiều người bàn tán. Báo Vietnamnet.vn đăng ngày 18 tháng 5 năm 2022. Rõ ràng rằng việc một quan chức hành chính cấp thành phố trực thuộc tỉnh tương đương cấp huyện nhưng có khối tài sản khủng như vậy là chuyện động trời. Con số 170 tỷ mới chỉ là ước tính giá trị của nổi nhưng đã lớn hơn so với mức thu nội địa vào ngân sách của huyện Đầm Hà 127 tỷ, một huyện ven biển thuộc tỉnh Quảng Ninh có số dân gần 48.000 người. Thời gian đầu, khi đảng thừa nhận tham nhũng trầm trọng và đề ra chính sách phòng chống tham nhũng, đặc biệt sau khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng năm 2013, các nỗ lực dường như tập trung trừng phạt những quan chức đối thủ suy thoái tư tưởng, tự diễn biến, tự chuyển hóa ra khỏi tổ chức nhất là ở cấp trung ương các tài sản khủng bề nổi của quan chức chỉ được biết mập mờ trên các trang mạng ngoài lề không chính thức nhưng những thông tin chi tiết về vị trí các biệt thự xe sang mà gia đình họ sở hữu con cái họ học ở nước ngoài nào khiến dư luận nghĩ về mức độ giàu có của quan chức Nay chiến dịch phòng chống tham nhũng mở rộng xuống các cấp địa phương, cấp tỉnh. Những vị cựu quan chức cấp tỉnh bị kỷ luật đảng và truy tố pháp luật nhiều hơn, kèm theo đó là thúc đẩy việc thu hồi tài sản tham nhũng. Nguyên nhân nào khiến quan chức cấp tỉnh giàu nhanh và có tài sản khủng như vậy? Đảng nhận định sự suy thoái tư tưởng đạo đức để phục vụ cho chính sách phòng chống tham nhũng, nhưng đây là nguyên nhân chủ quan cũng không thể đổ lỗi cho thị trường được vì nó vận hành theo những quy luật khách quan là động lực cho tăng trưởng kinh tế nhưng đồng thời có tác động tiêu cực từ những mặt trái của nó. Bởi vậy, đây là lỗi hệ thống. Cụ thể là cơ chế phân cấp phân quyền cho quan chức địa phương nhưng thiếu kiểm soát, tha hóa quyền lực hiệu quả thông qua cơ chế công khai minh bạch và giải trình trách nhiệm. Trước hết, quá trình trung ương phân cấp phân quyền cho địa phương về bản chất là tản quyền hay phi tập trung quyền lực khi công cụ điều hành và giám sát bằng kế hoạch hóa tập trung không còn phù hợp nhưng bị che phủ bởi bề ngoài là sự ủy quyền quản lý bởi chính quyền trung ương nhằm mục đích đáp ứng chuyển đổi thị trường tuy không được độc lập nhưng chính quyền tỉnh thành đã được tự chủ trương đối với để điều hành kinh tế xã hội ở địa phương mình quá trình này được thực hiện khởi đầu từ trên xuống dưới và nay những đòi hỏi quyền lớn hơn từ dưới lên, ngày càng nhiều địa phương muốn có cơ chế đặc thù. Lúc đầu là cơ chế thủ đô cho Hà Nội, thu chi ngân sách cho Trung tâm Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Nay Nghệ An Thanh Hóa cũng đòi cơ chế riêng cho địa phương của mình. Đã trở nên công khai và nhiều hơn những cái tiết bài kiểu như thành phố Hồ Chí Minh cần 10 lít xăng, cho 8 lít thì làm sao đi tới nơi. Như tờ báo tuổi trẻ đưa tin vào ngày 17 tháng 5 năm 2022, đưa lời phát biểu của một đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh và cho rằng thành phố cần đột phá hơn. Quyền đi đôi với lợi, muốn có lợi phải có quyền, mối quan hệ trung ương địa phương đang thay đổi về nội dung và tính chất, từ đơn thuần hành chính sang thành quyền lợi, sau đó là tính tự chủ về kinh tế và chính trị, từ phục tùng trung ương sang thành đòi hỏi và thỏa thuận quá trình tản quyền ngày càng nhanh khi nhu cầu chuyển đổi thị trường càng lớn và mang xu hướng tất yếu nghĩa là về cơ bản không thể dừng lại hay quay lại cơ chế kế hoạch hóa tập trung trước đây tuy nhiên cải cách thể chế đã không theo kịp thực tế chuyển đổi các nhà cải cách lãnh đạo và điều hành đã cố ý hay vô tình hiểu sai lệch về tính hai mặt của thị trường khi coi nó chỉ là công cụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế như một sự đảm bảo duy trì chế độ và quan niệm rằng thị trường không phải là chủ nghĩa tư bản để bảo vệ nền tảng ý thức hệ chủ nghĩa xã hội giáo điều từ điểm xuất phát kinh tế thấp khi động lực kinh doanh được kích hoạt bởi thị trường trước hết đã đánh thức tiềm năng đất đai tài nguyên và lao động để sản xuất hàng hóa và tích lũy tư bản để tăng trưởng nhanh chóng khiến cho căn bệnh duy ý chí của chế độ phát tán rằng đảng cộng sản có thể lãnh đạo kinh tế thị trường bằng chính sách thực dụng trong bối cảnh toàn cầu hóa tương đối thuận lợi Tuy nhiên, cùng với thời gian dư địa tăng trưởng kinh tế đã cạn dần, tỷ lệ tăng giảm sút, trôi sụt trong bối cảnh kinh tế không còn thuận lợi như trước, cải cách chính trị không phù hợp dẫn đến lạm quyền, lợi dụng chức vụ quyền hạn tràn lan, tự chống tham nhũng đòi hỏi chi phí cao, kém hiệu quả. Các thể chế hiện có như hội đồng nhân dân các cấp và dân chủ cơ sở không phát huy được vai trò và chức năng giám sát, vẫn mang tính trang trí mà thôi, cơ cấu hình thức, thay vì thực quyền khiến biên chế bộ máy đông nhưng không mạnh một số sáng kiến cải cách như lòng thể chế nhốt quyền lực minh bạch tài sản quan chức kiểm soát tài sản là cơ chế hữu hiệu để chống tham nhũng là quan niệm đúng nhưng đã bế tắc trong môi trường tập trung quyền lực đảng quan chức giàu lên nhanh chóng, lộ rõ không chỉ ở trung ương mà còn ở địa phương, không thể giải thích được nguồn gốc, đang là thực trạng nhức nhối, không chỉ trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực mà còn là thách thức đối với cải cách thể chế nói chung. Chính sách phân cấp phân quyền cho địa phương cho các đơn vị sự nghiệp công lập là những nội dung lớn, quan trọng của cải cách chính trị. Tuy nhiên, như phân tích ở trên, nếu nó không gắn với việc kiểm soát tha hóa quyền lực phù hợp và hiệu quả thì cải cách thể chế sẽ rơi vào bế tắc chống tham nhũng chỉ là giải pháp cấp bách thay vì cơ chế kiểm soát quyền lực bền vững lâu dài, cơ chế công khai minh bạch và giải trình trách nhiệm đối với quan chức hệ thống chính trị. Vừa rồi là bài phân tích bình luận của tiến sĩ Phạm Quý Thọ. Anh Chi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát sóng trên kênh Tâm Thức Việt TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau.